Nay chị em mình tiếp tục cái áo sẫm nữa ha. Cái áo sẫm hôm qua em đã tra cái cổ rồi đây ha. Em tra cái cổ rồi em viền rồi luôn ha. Thì hôm qua em đã hướng chị em mình một cách vô bâu rồi ha. Bây giờ á thì sau khi em phát cái video đó thì mấy bạn trong tiệm nói là cô ơi, cô hướng dẫn cái cách, cô hướng dẫn cho tụi con đi. Cái cách mà cô hướng dẫn trước nó dễ hơn cách này. Cho nên thì thôi em thấy mấy em nói cũng đúng, tại vì cái cách của em tra cái cổ này á, thì mình không có chừa đường may ở trên đây nè mấy chị. Mình không có chừa đường may thì mình lượt trên keo nó cứng, nó khó lượt. Thì mấy em trong tiệm em thì em có hướng dẫn rồi, thì mấy bạn góp ý, mấy bạn nói á, hồi lúc con mới học con vô con tra cái kiểu em đang dạy hôm qua nè, thì là cái kiểu này thì là khó vô hơn, cái kia dễ vô hơn, thôi cô hướng dẫn cái kia đi, còn nửa cái hướng dẫn cái kia thì thôi em cũng thấy đúng, thôi em hướng dẫn cái cách còn lại nha. Tức là hai bên bâu mình vô hai cái cách khác nhau nhưng kết quả nó như nhau ha. Thì cái kết quả cái cách vô nó khác nhau như thế này. Đây là chỉ có cái khác chỗ này thôi nè mấy chị, mình chừa đường may cái miếng vải ở đây nè, mình chừa đường may lên khỏi miếng keo mình thôi chứ không có gì khác hết ha. Chỉ có cái là mình cắt cái lớp vải, cái lớp keo trong thì mình cắt bình thường khỏi chừa đường may nè. Rồi cái lớp ngoài mình lượt là mình chừa đường may lên. Rồi cái lớp bên này thì mình cắt cũng chừa đường may luôn bằng cái lớp hai lớp vải lớn bằng nhau ha. Em hướng dẫn thêm cái cách này nữa để chị em mình dễ làm ha. Thì chị em mình vẫn đánh dấu phấn y như lúc hôm qua em hướng dẫn nha. Ở đây cũng vẫn có dấu phấn bình thường. Rồi trên cổ mình cũng vẫn có dấu phấn, bây giờ mình bắt đầu vô ha. Thì chị em mình quan sát cái cách vô này nó sẽ dễ hơn cái kia. Tuy là em vô như vậy hai cách vô có thể chị em xem hơi mất thời gian nhưng chị em thông cảm ha. Vì mấy em làm ở tiệm mấy em là theo cái đóng cái vai trò, mấy em học thì mấy em biết được thì mấy em góp ý thì em thấy vậy thôi em cũng cũng được, mất công một chút em thôi nhưng mà mấy chị em mình có thể dễ may hơn. Rồi bây giờ mình cũng vô bình thường ha, mình cũng bắt từ đầu mình vô. Từ ngoài bìa mình vô bình thường ha. Chị em mình để ý ha, cái cổ từ cái đoạn từ ở ngoài đường giắt sổ vô thì chị em mình hãy căng nó ra, vô là phải căng cái nền giả nó ra đến khi nó bị nhíu. Ở đây thì canh dễ xéo nè, chị em căng căng ít không căng nha. Ở đây thì canh dễ xui là phải căng nhiều ha. Phải căng nhiều ra. Dễ xui với dễ ngang là mình phải căng nha. Ở đây em dằn nó hơi rút nhẹ thì em bấm mấy cái mũi chỉ để cho nó buông ra để thôi nó bị nhăn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vô ha. Cái chỗ mình chừa mình tra dây kéo bình thường. Rồi chị em mình bắt đầu vô. Vô y như cái hôm qua. Chị em mình căng nha, em cái khoảng giữa này mình căng ha. Rồi mình cũng may cách mí, cách cái mí phấn của mình là 1 đến 2 ly. Cái canh dễ xui chị em mình nhớ là căng nó thẳng ra hả mai ha, chứ không có mai đại nha. Rồi em tra xong rồi ha. Đây em tra cái bâu xong rồi. Rồi xong mình may cái lớp dưới nữa nha. May y như hôm qua luôn. Cái lớp dưới cũng mặt với mặt úp lại ha. Đang giờ mình quay bề mặt lên, khi mình úp bề mặt xuống. Rồi mình may tiếp tục một đường nữa. Một đường kế bên nha. Rồi chị em mình canh các cái dấu phấn nó chịu cũng cho nó ngay với nhau.
Mình vô cái bâu mình hơi căng miếng miếng lớp bề trái mình một tí, cái lớp mà không có ủi keo đó mình căng một tí là nó đẹp rồi. Xong rồi bây giờ mình lược lên nha. Đây chị em mình lược cái cách này nó sẽ dễ hơn, theo lời mấy em học nha, theo lời mấy em học ở tiệm em thì mấy em nói cách này dễ hơn, còn em thì em làm quen thì em thấy cách nào cũng vậy, cho nên là bữa nay phải làm lại một đoạn. Đây sau khi mình đã vô y như hôm qua rồi nè ha, chị em mình cũng bung lên y như hôm qua, mình bung hai lớp lên, bề trái mình cũng bung lên ha, mình không có phải dắt cái bâu giống như là cái áo dài của mình. Nếu áo dài mình chị em vô cách này cũng được thì chị em mình viền cổ nha, viền cái bâu thì chị em vô cách này cũng được. Rồi xong rồi thì chị em mình cứ là kéo nó lên trên, chị em mình lượt thôi ha. Đây chị em mình bây giờ chỉ có cái là mình kéo lên mình lượt thôi, bề trái luôn, mình bề trái mình kéo lên, bề mặt mình kéo ra, rồi mình lượt ở dưới mí keo. Đây chị em mình bung nó ra, nó bung bung nó ra cho nó sát nó ngay với nhau, và chị em mình cứ lượt dưới mí keo. Lượt ở dưới mí keo thì nó mềm hơn ha. Hai lớp vải mình nhập trở lại thì mình lượt, cứ lượt dưới mí keo cho đến hết cái bâu. Rồi xong mình lượt xong. Đây mình lượt xong rồi ha. Xong rồi thì chị em sẽ đánh dấu, mình bẻ cớp cái dải mình xuống ngay mí keo thì mình đánh dấu thôi. Mình cứ nắm cái mí dải mình kéo xuống cái là nó lòi mí keo lên, mình đánh dấu theo dễ lắm ha. Tới đầu cũng vậy nha. Rồi xong chị em mình sẽ dằn một đường lên, lúc này là mình mới lượt máy nè. Rồi chị em mình dằn ở trên cái mí phấn một tí cho lấn lên mí keo ha. Cái mí phấn là ngay mí keo của mình. Bây giờ mình mai trên mí phấn. Chị em mình mai có ý nha, cái tay hơi lùa cái lớp vải trên đi trước nha, lùa lên trước để thôi là nó, để thôi là mai nó bị gợn sóng ha. Rồi xong. Xong bây giờ mình gọt bỏ cái phần ở ngoài, cái phần mà lúc nãy mà mình chừa đường may đó, bây giờ mình gọt bỏ nè. Thay vì mình gọt trước ha, bây giờ mình gọt sau. Bây giờ mình cứ gọt sát mấy keo thôi.
Chị em mình muốn gọt lấn lên mía keo cũng không được nữa, tại vì mình lấn lên mía keo nó tới hai lớp keo nó dày á, là cái kéo mình nó sẽ sượng liền, nhấc nó không lên nổi. Mình cắt sát mía keo rồi thì cũng y như hôm qua, không khác tí nào ha. Nhưng mà cái cách lược nó dễ hơn, thì mấy em nói là, mấy em trong tiệm nói là cô ơi em vô cái cách trước thì nó dễ hơn, thì bây giờ em mới hướng dẫn cho mấy chị luôn. Rồi bây giờ mình viền cổ. Bây giờ mình viền cổ thì mình cũng lấy mặt với mặt ốp lại mình may nha. Mình đặt hai miếng vải lại mặt với mặt ốp lại rồi mình may. Mình viền bao nhiêu ly thì mình may bấy nhiêu ly. Rồi chị em mình cũng căng ha, cũng căng cái miếng viền ha. Cũng căng miếng viền. Ở phía dưới thân áo mình thì 6, ở trên thì vẫn 5 thảy mấy, giống y như cái tà nha. Chị em mình viền cái tà làm sao thì chị em mình viền cái bâu cũng y như vậy. Rồi ngay cái đầu bâu chị em mình cũng hơi dùng giải viền chút nha, hơi dùng giải viền một tí ti, tại vì cái đầu bâu nó dôi ra ha, cái nào dôi ra thì mình dùng lại, cái nào lõm vô thì mình căng nha. Cái đầu bâu mình nó hơi dôi ra mình dùng lại, rồi tới cái đoạn này thẳng thì mình may bình thường. Chị em mình nhớ là cái đoạn từ cái bâu xuống tới cái phần dưới này ha, mình căng ra nha, căng cái lớp dưới ra nha, để cho nó nhăn. Nhất là chị em mình may giải phi ha, mấy cái lụa đồ này nọ, lụa Đông Hưng rồi đó, mấy cái lụa satin đó, mà chị em mình phải căng cái thân áo cho nhiều nha, chứ nếu không nó sẽ nhăn. Rồi mình may xong rồi, xong rồi thì công đoạn tiếp theo vẫn y như những cái lần trước, chị em mình sẽ gọt bớt, sẽ gọt cái phần dư của mình một chút ha, cái nào dư thì mình gọt lại để mình viền cho nó hai bên nó bằng nhau. Cái này mình gọt là mình gọt mấy cái phần giải dư thừa nè, chứ không phải là mình gọt vô keo nha mấy chị. Keo mình may mình đã canh kỹ rồi, mình không có gọt vô keo. Ở dưới này lỡ nhưng mà mình cảm giác nó có bị hơi to một chút thì chị em mình gọt một chút xíu ngay cái chỗ đường xuống này thôi. Một ly nó không sao nha, một hai ly nó không sao hết. Rồi bây giờ mình bắt đầu viền luôn. Nếu chị em mình chưa quen ha thì chị em mình sẽ lượt cái đường mai này vô, lượt cái đường viền mà chị em mình bẻ nó vừa tới đường phấn nè. Nè chị em mình bẻ cái đường cớp vô nó vừa tới đường phấn nè. Nó vừa tới đường phấn, đường mai ấy, xin lỗi, ngay vừa tới đường mai. Em cứ quên, em cứ gọi là đường phấn ha. Chị em mình cứ bẻ nó cái mí giải nè, nó vừa tới đường mai nè. Nó vừa tới đường mai đặng chị em mình phủ qua chị em mình viền ha. Chị em mình phủ qua chị em mình viền lại là nó vừa y ha. Rồi bây giờ em bẻ luôn nha, em bẻ luôn chứ em không có, em không lược nha. Chị em mình không quen thì chị em mình lược ha. Mình cắt cho bằng. Xong rồi ngoài bìa này nè, chị em mình bỏ vô. Ngoài bìa bỏ vô một phân. Bỏ vô một phân hoặc cứng một phân ha, một phân rưỡi cũng được. Chị em mình sẽ nhấp vô nửa đường. Đây nhấp sâu vô nửa đường. Rồi chị em mình sẽ bẻ cái khúc trong này vô. Bẻ khúc trong này cốp lại để mình viền nha. Còn khúc ngoài thì không có bẻ vô. Chị em mình không quen cho nên là nhớ lượt nha. Cái miếng dưới này mình nhấp nè, chị em mình bỏ buông ra luôn. Đây chị em mình cho nó phủ xuống vậy luôn, mình không cốp này vô. Mình không cốp để cho nó chỗ này nó mỏng, đằng chừng mình tra dây kéo đựng cộm nha. Còn nếu mình cốp luôn nó sẽ cộm cái này nha. Rồi bây giờ mình may luôn. Không quen thì chị em mình lượt xong rồi hết kê vô máy.
Rồi mình cứ lượt cho hết cái lá bâu mình may bình thường vô ha. Còn em bẻ luôn. Mình cũng may lọt ở dưới cái khe nha. Mình bẻ mình gói vô hết chứ mình không có vắt sổ nha mấy chị. Mình vắt sổ lên nhìn cái bâu của mình nó viền lên nó xấu lắm, nó tùm lum lắm, nó không có được gọn ghẽ sắc sảo nha. Mình gói vô hết. Rồi mình lại món. Mình may xong rồi mình rút chỉ lược ra luôn ha. Nhìn cho nó gọn ghẽ tới đâu nó gọn tới đó. Rồi xong cái lá bâu mình đã viền xong. Chừng nữa mình ủi ra thì nó sẽ thẳng nha. Mình ủi mấy cái chỗ này ra nó mặt lên nó sẽ thẳng. Rồi phía sau nè chị em, lúc nãy là mình không có cốp nó vô nè, bây giờ nó dư nè, mình cắt bỏ luôn. Mình cắt bỏ cái phần dư này luôn. Đây là bây giờ mình lấy ra được miếng nó không cộm nè. Rồi một chút nữa là mình tra dây kéo vô đây là nó rất là ok. Rồi tra dây kéo vô đây là chút nữa là mình chừng nào mình tra dây kéo mình sẽ cắt bớt cái này luôn. Mình sẽ cắt bớt cái lớp này luôn nè. Bây giờ là em chưa cắt nha. Chừng nữa là làm vô là em sẽ cắt bớt luôn cho nó mềm, đặng mình kéo dây kéo lên cho nó nhẹ nha. Rồi bây giờ tiếp tục nữa mình sẽ cắt một cái miếng giả nhỏ. Cái miếng vải này thì chỉ xài giấy dụng mình là được rồi, cho nên là cái này thì không có cần phải phải lo, nó không có bao giờ thiếu hết. Chị em mình sẽ cắt cái chiều, chị em mình sẽ cắt cái chiều dài nè. Cái chiều dài của miếng vải này là gấp đôi đường này, gấp đôi từ cái mí bâu xuống đây ha, mình gấp đôi lại. Mà nếu chị em mình không đủ vải thì chị em mình cứ gấp một chút cũng được nha, cứ gấp ở trên cổ xuống một phân như vậy cũng được, một phân rồi mình một chút đặng mình kê vô, đặng mình cho nó kín cái phần cổ mình lại nè. Còn nếu mà chị em không kê cái này vô, chị em lấy kim may tay khiếu lại cũng được, nhưng mà mình may như vậy thì chừng nữa cái cổ mình nó dựng, cái phần này nó dựng nó thẳng đứng nó đẹp nha. Rồi ở đây là em đủ giải em cho nó xếp đôi luôn, mình kẻ ngay chính giữa một đường. Rồi mình kẻ chính giữa một đường, mình sẽ nhặt đôi lại ha. Nhặt đôi lại chị em mình may ngang đây đường đi, thằng trên nó dính lại. Thay vì mình lượt mắt cong ha, mình lượt tay mắt cong nó cực, mình may dính ngang một đường. Rồi chị em mình sẽ kê cái đường, cái cổ áo mình lên đây, may dính vô đây. Cái đường phấn nằm ngay kẻ giữa nè nha. Đây ha, cái đường phấn đỏ chị em mình để vô đây vừa đụng đường phấn chị em mình may lên. Bây giờ em may luôn ha. Mình may lọt cái khe y như hồi nãy nha. Mình cũng may lọt cái khe bình thường. Cái này nó so le khoảng 2 ly rồi, để em chắp lại.
Chị em mình căng cái thân thân trên này ra nha, đừng có để cho nó nhăn ha. Mình cũng căng miếng dưới, căng miếng trên thẳng luôn rồi mình may lọt ở dưới khe. Rồi mình may tới giáp với mấy bông mình đợi mối. Xong mình cắt ra. Ở đây mình may hiện tại là nó đã hai đường chỉ rồi ha, một đường viền với một đường mình mới kế lên. Nhưng mà một lát nữa thì chừng nào mình đơm nút á, thì mình làm cái nút bông mình làm mình trang trí lên đây là nó quất lại nha, nó không có lộ. Rồi một bên xong rồi, bây giờ chị em mình sẽ lên một bên nữa. Một bên nữa y vậy hen, giáp mối lại, hai bên bằng y với nhau. Rồi chị em mình sẽ may cái bên còn lại này ha, cho hai bên bằng nhau. Ở đây mà lỡ chị em mình có may lấn bên lề một chút cũng không sao nha. Tại vì là cái phần này chừng nữa mình đâm nút nó có thể nó che lại xấu cái gì xấu xấu nó che lại một chút không sao. Em nói vậy thôi chứ chị em đừng có may ẩu nha. Lỡ trường hợp mà bắt đắc dĩ mà may chưa được như ý thì kệ, còn nếu như mà chị em kỹ thì cũng cố gắng may cho đẹp. Rồi xong, mình hai bên cổ mình đã kế lại rồi. Bây giờ mình may dính ngang đây luôn, cái chỗ này nè nó còn lật bật nè, để thân hồi mình quên. Mình may cho nó nằm im xuống luôn. Rồi bây giờ là chị em mình tra dây kéo sau lưng được rồi ha. Rồi bây giờ là chị em mình tra dây kéo sau lưng vô. Dây kéo ở sau lưng này thì là nếu như mà chị em mình mà muốn tra dây kéo trước là bây giờ chị em mình tra được nó gọn ghẽ ha, mình tra được rồi đó. Nhưng mà cái này thì lỡ nếu như em tra dây kéo nó sẽ lỡ thời gian nha, nó sẽ lỡ thời gian chị em mình. Bây giờ em sẽ hướng dẫn chị em mình viền cái yếm, viền cái yếm xong để mà mình viền cho nó xong cái thân trước này ha. Viền cái yếm xong để mà tới chừng cái video tiếp theo là mình may các cái đường viền luôn ha. Rồi cái dây kéo em sẽ tra sau đi ha, bây giờ mình viền cái yếm cho xong. Cái yếm này nó cũng viền tương tự như những cái đường kia, nhưng mà nó khác một chút xíu chỗ này nha. Chứ thôi là em cũng không viền làm chi để cho chị em mình mất thời gian. Chị em mình lưu ý ha, cái yếm của mình thì cái khoảng ngang khoảng giữa này nè, cái khoảng này là đang giải ngang của mình, thì chị em mà viền nó dễ bị nhăn ngang đây nha, nó dễ bị nhăn ngang đây. Bây giờ em lưu ý cái khoảng này thì chị em mình đánh dấu cái khoảng này, lưu ý nha. Mình nhập đôi lại hai bên giống nhau. Cái này là em nói cụ thể luôn đó, để cho chị em không có bị mà lúng túng ha. Đó, bây giờ khoảng giữa nè. Đây ha, khoảng giữa. Bây giờ là mình cho qua, mình đo qua thấy coi được bao nhiêu. Cái khoảng giữa này là 14. Nếu như 6 phân là nó mới có 12 thôi. Để em đánh dấu 12 đi ha. Đây 12 thì mình chia ra là được 6. Đây ha, là khoảng này tới đây là 6. Mình bỏ cái dấu này đi. Từ chính giữa ra 12 phân. Từ giữa ra 6 ha. Rồi bây giờ thì cái phần dưới này á, thì mình vẫn làm bình thường, mình vẫn qua 6 bình thường ha. Chị em mình vẫn căng cái đường này qua 6, 5,5 căng qua 6, 5,5 căng qua 6 hết ha. Rồi tới cái khoảng giữa thì mình căng đứt lại. Giải cắt dư mà để tiết kiệm vậy đó. Rồi bây giờ mình viền cái đường này luôn. Cái đường này thì em chỉ cần may một đường một thôi nha mấy chị, rồi cái đường cốp vô mấy chị tự viền luôn ha, tại vì mình biết cái quy cách đó rồi mình tự viền nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô. Mình cũng may 5 ly ha. Rồi chị em mình vẫn phải đo 6 phân ở dưới thân áo, 6 phân ở trên, mình căng 5, cứng 5,5 ha. Mình cứ căng ngang. Mình cứ căng mình viền như thường lệ luôn ha.
Ở đây em không có đánh dấu nha. Rồi chị em mình sẽ căng theo cái độ cong nó, ướm theo độ cong của nó nè ha. Chị em vẫn căng nha, vẫn phải căng cái miếng giấy viền trên. Vẫn căng cái miếng giấy viền trên ha. Rồi tới cái độ nhô lên là chị em mình căng ít lại nè. Ở đây là cái độ đang nhô nè. Cái đường em đang đi qua nè, mấy chị thấy nó nhô lên không? Rõ ràng là nó nhô ra nè ha. Nó nhô ít nha, nó không có co tròn như cái tà áo của mình. Nó tròn ít hơn thì mình dùng ít hơn. Đây mình để giải mình tự nhiên nè ha. Mình để giải của mình tự nhiên. Rồi chị em mình may qua. May qua luôn. Rồi cái phần này để tự nhiên ha. Rồi tiếp theo cái tới cái đoạn giữa này nè chị. Tới cái đoạn giữa rồi chị em đừng có căng như vậy nha. Chị em đừng căng như vậy, nó sẽ rút lại, nó nhăn như vậy là mình may xong nó nhăn như vậy nè ha. Cho nên là mình đừng có căng. Mình căng ít hơn thường lệ. Ở dưới đây là 6 phân, ở trên khoảng 5,2 5,3 là được rồi nha. Cái miếng trên này là cứ hơi căng nhẹ, thiệt là nhẹ so với những chỗ khác. Cái khoảng giữa này ha, cái miếng trên này mình nói chung là mình căng nhẹ, thiệt là nhẹ, nó khoảng tầm 2 ly 3 ly thôi chứ đừng có nhiều. Rồi tới cái khoảng này là nó hơi mô ra một chút ha, chị em mình để tự nhiên. Rồi mình qua cái đèo rồi. Mình đổ dốc rồi ha. Xuống dốc thì bắt đầu là cái độ xéo giải rồi thì mình căng lại bình thường nha. Mình căng 5,6 với lại 6 phân nè ha. Rồi sau khi chị em may xong cái đường này xong thì chị em cũng gọt bề trái nha. Gọt bề trái cho ngay ngắn rồi chị em mình cốp vô viền giống như viền cái lai tai của em hướng dẫn ha. Rồi cái bìa cuối cùng này là canh giải ngang rồi mình không căng nè. Rồi xong, chị em mình hiểu cái quy cách căng giải của cái yếm rồi ha. Là cái em nhắc lại ha. Cái đoạn đầu tiên nè, ở ngoài bìa mình vô. Ở ngoài bìa mình vô là giải ngang, canh giải ngang thì mình căng ít, mình căng giải ít, tới cái canh giải xéo, mình căng giải nhiều, mình căng giải viền nhiều. Xong tới cái đoạn ngang này nè là mình căng thật là ít lại. Rồi ha. Ở chỗ cái điểm mà mô lên, chỗ cái điểm mà mô lên cái khúc co này ha, mình để tự nhiên. Rồi là chị em viền cái yếm sẽ như ý thôi, không có bị lỗi ha. Rồi em nói chút xíu nữa để chị em tranh thủ cái thời gian mà em chưa có tiếp tục mai nữa, đằng trước khi kết thúc thì em hướng dẫn thêm một cái nữa để chị em mình tự làm cái công đoạn này nha. Rồi ngày mai em lên em hướng dẫn tiếp. Là như thế này, mình đã lượt cái tà áo rồi, mình gọt rồi hết rồi ha. Tà sau tà trước em làm rồi hết rồi, giờ chị em có nhiệm vụ là chị em mình lượt như thế này. Chị em mình bẻ cốp vô. Chị em mình bẻ cốp vô như vậy nha. Bẻ cốp vô cũng vừa đường phấn như vậy nè mấy chị, vừa đường may như vậy nè mấy chị. Cái đường giải viền mình cái vừa tới đường may ha. Bây giờ em lượt cho chị em mình xem. Em bắt bên kia em lượt qua cho nó suôn chiều nha, suôn chiều tay của mình. Đây, bây giờ chị em mình sẽ cốp nó tới đường. Đây là ha, nó tới đường chỉ may của mình. Bây giờ là em lượt chỉ màu khác để chị em mình hình dung nha. Mình không có rút cái đầu chỉ gì hết, mình không có rút đi đâu hết. Để cho chừng nữa lỡ như mà mình mai chỉ lượt xong cái mình nắm mình rút cái nó bung luôn ha. Còn đầu mà chỉ rút cái đầu nó để cho nó khóa chỉ thì một hồi mình mai xong mình làm nó sẽ bị kẹt lại, nó xấu. Rồi chị em mình cứ lượt một cái đường dài. Cái này là em cố tình em lượt chỉ khác để chị em hình dung nha. Rồi chị em mình cứ lượt như vậy hoài luôn cho tới hết cái tà áo. Đây là chị em mình lượt nè ha, chị em mình thấy rõ ràng là em bẻ cái đường giải của mình vừa tới đường chỉ mai nè ha. Đây là vừa tới đường chỉ mai của mình nè. Đó, để một chút nữa là mình bẻ vô. Mình bẻ xuống như vậy. Rồi mình ốm tròn vô thì bề mặt nó sẽ đẹp, nó vừa y. Bề mặt nó vừa y mà bề trái nó cũng vừa y, nó không có bị lòi sọt lọt sọt ha. Cái đường này em lưu ý là bẻ vừa tới đường chỉ thôi. Thậm chí nó tuột lại một ly cũng được. Nó như chỗ này là rất là vừa nè mấy chị. Nó như chỗ này nè. Nè, nó cách một ly nè. Nó cách đường chỉ đúng một ly. Rồi ha.
Để em khóa cái mối chỉ này lại đây cái. Rồi ha, cái công đoạn này chị em mình lượt hết cái tà áo luôn nha. Lượt hết cái tà áo luôn, lượt trên cái yếm mình luôn ha. Rồi xong mình sẽ cắt bớt cái này một chút để cho nó đỡ cộm nè. Cái phần ở trên nè. Em lúc nào em cũng sợ nó cộm nó cộm. Chị em mình lượt né cái đường mình hồi nữa mình bấm cái này ha. Một hồi nữa mình né ra, mình đừng có lượt cho nó dính vô nha. Đây em cắt ra bao nhiêu đây nè. Nó đỡ cộm cho cái tà áo mình dữ lắm đó. Rồi là em cắt như thế này, chị em nhìn nè, nhìn cái bề trái này ha, mình đang thẻo nó ra nè, nè nó rất là gọn luôn ha. Rồi chị em mình sẽ lượt bật ngang qua đây, chị em mình sẽ phủ ngang qua như thế này, chị em mình lượt luôn để em xỏ cái cọng chỉ màu khác để chị em mình hình dung nha. Nói chung là em nói như vậy là chị em đã hình dung được rồi, nhưng mấy bạn mới sẽ cảm giác thấy nó khó lắm. Bây giờ là cái đường màu đỏ là chị em mình nhớ hôm đó em có hướng dẫn trước là khi mình vẽ cốp cái đầu dải viền nè, đây nè, cái đường màu đỏ là đường này nè. Đây nè ha, đường màu đỏ là đường mình cốp ngang của miếng viền thôi. Nè, mình cốp ngược cái miếng viền lên thôi là đường màu đỏ. Rồi đường màu xanh là cái đường mình cốp cái đường chiều dài ha. Rồi tới cái đường màu vàng nha, em sẽ lượt cái đường màu vàng để chị em mình hình dung. Rồi bây giờ tới cái đường màu vàng của mình nè ha. Đường màu vàng mình lượt như thế nào? Bây giờ chị em mình đầu tiên nè. Đầu tiên nè, chị em mình đã lượt xong cái đường màu đỏ và đường màu xanh, mình cắt cái độ cộm nó rồi luôn ha. Thì mình chỉ có nhiệm vụ là mình bỏ nó qua như thế này. Đây nè ha, nếu chị em mà lỡ mà lượt nó cấn vô, em nói thí dụ lỡ nha, lượt mà nó cấn vô cái đường mai. Lỡ nó cấn nó hơi lẹm qua đường mai một chút xíu ha, chị em mình tháo ra mắt cong thì chị em mình gọt cái này bỏ 1 mm đi. Bỏ một ly một đi, rồi là mình bẻ vô nó vừa ha. Nhưng mà bỏ thì bỏ hết một đoạn đường dài luôn ngang, chứ không có bỏ một khúc được nha. Bỏ một khúc nó sẽ không đẹp đó. Rồi chị em mình sẽ lượt một chút thôi nha, lượt một chút thôi. Lượt một chút ở chỗ phần mà bắt đầu từ ở dưới nè, từ đây xuống khoảng 4 phân là mình bắt đầu mình lượt. Đây ha, mình lượt cho nó sát xuống. Đây chị em mình nhìn ha, đây em lượt sát xuống rồi, đây sát xuống rồi chị em mình lượt bung ngang qua luôn, sát xuống rồi chị em mình lượt bung ngang qua luôn nha, cho nó nằm im như vậy luôn để em lượt luôn nha. Đây mình lượt bung ngang qua luôn. Mình lượt bung ngang qua luôn rồi mình lượt xuống luôn. Nói chung chỗ này cho nó dính chắc chắn. Đây rồi mình lượt xong. Đây chị em mình quan sát nha, chị em mình lượt sẵn cho em hết ha, rồi ngày mai là em bắt đầu tiếp. Chị em thấy không? Đây mình lượt y như nhau. Rồi mình bung xuống vậy luôn. Là cái đường chỉ màu vàng là mình lượt sát xuống đó. Rồi lần chút xíu nữa, chừng nữa mình qua cái áo là mình mai là mình bẻ vô mình viền, là cái đường viền của mình nó thẳng tắp như thế này nè. Là chừng nữa viền, thí dụ như em giả sử thôi nha. Giả sử cho chị em mình nhìn thấy nè, thí dụ như bên này nè, chừng nữa mình sẽ cốp vô, mình cũng cốp y như vậy nè. Rồi mình ráp vô nè, mình ráp đường mai vô nè. Rồi bên đây mình cũng ráp đường may vô nè. Sau khi may xong thì hai cái đường viền nó y chang như nhau. Cái đường viền của cái tà nè, chị em nhìn nè. Đó ha. Cái này là em kê thôi chứ em chưa có may, thành ra bên lớn bên nhỏ nha. Rồi mình kết thúc video ha. Chị em lượt trước đi rồi ngày mai mình tiếp nha.